Forrest vẫn có cửa thắng cung lê nếu dùng đòn hiểm chết người trong những bộ môn võ thuật cổ truyền đòn hiểm được xem là vũ khí lợi hại nhưng thường bị cấm trong giao đấu trên đài về mặt lý thuyết võ sư peter phạm cho rằng vịnh xuân có nhiều đòn có thể gây nguy hiểm cho đối phương như bia sau xỉa vào mắt phút sao phung hao đánh vào yết hầu đòn trỏ đánh vào gáy chấn thủy thái dương hay đòn gối đánh vào hạ bộ những đòn này về cơ bản không có gì là bí mật Vịnh Xuân có thì những môn khác cũng có, kể cả Cung Lê cũng sở hữu khá nhiều đòn hiểm nhưng anh không được phép dùng trong khi thi đấu. Nói về khả năng Forest dùng đòn hiểm khi đối đầu với Cung Lê, võ sư Phạm Anh Dũng Vịnh Xuân thực quyền cho biết: Vịnh Xuân sở hữu nhiều đòn hiểm để triệt hạ đối thủ nhanh chóng. Cung Lê rất mạnh nhưng cũng không nên chủ quan vì đây là đấu theo kiểu tự do chứ không phải có luật lệ như trên võ đài sức chịu đựng của cung lê rèn luyện để đấu võ đài còn khi đấu thực chiến theo kiểu tự do nếu võ sư Forrest dùng đòn hiểm đánh trúng với lực đủ mạnh Forrest nặng khoảng 90 kg có thể khiến anh ấy bị choáng váng và có nguy cơ bị nóc ao mặc dù vậy võ sư dũng cũng khẳng định khả năng này xảy ra là rất thấp bởi sự chênh lệch trình độ võ thuật giữa hai người là quá lớn cung lê sẽ không dễ dàng để võ sư Forrest tấn công áp sát mà sẽ giữ khoảng cách hợp lý để từ đó ra đòn kết thúc đối thủ trước. Còn theo võ sư Peter Phạm, trong thực chiến đòn nào đánh trúng gọi là đòn hay, đòn nào đánh trúng mà khiến đối phương knock out là đòn hay nhất. Đối phương không phải một vật thể đứng yên mà luôn di chuyển, vì thế trước khi tiếp cận được mục tiêu để thực hiện những đòn hiểm thì phải trải qua những đòn tấn công và phản đòn từ bên ngoài, thậm chí lúc tiếp cận rồi thì thực tế và xác suất cũng rất mong manh. Thời cơ trong chớp mắt mà không đánh được thì xem như đã mất. Võ sư Forrest nếu có thể lực tốt, tay chân nhanh nhẹn, đòn đánh điêu luyện, thân pháp di chuyển đa dạng, lực đánh mạnh thì có cửa kéo dài trận đánh. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bên cạnh lời chê bai, chuẩn võ sư Canada cũng có những lời lẽ khiêu khích cung lê trên trang cá nhân. Những ngày qua, lời qua tiếng lại giữa võ sư Pierre François Forest và cung lê vẫn chưa thể chấm dứt. Mới đây, Forest đã đăng tải lên trang cá nhân của mình nội dung vừa chê bai, vừa thách thức tay đấm gốc Việt. Chuẩn võ sư Vịnh Xuân tự tin cho rằng ông sẽ cho cung lê nằm sàn chỉ với một cú đấm. Anh bạn à, tôi biết bạn rất khỏe, rất vững chắc và có nhiều kinh nghiệm trên sàn đấu. Ngược lại, tôi nhanh nhẹn, sử dụng nhiều kỹ thuật khéo léo hơn và nhất là có quyết tâm cao hơn. Vậy thì chỉ cần một cú thôi sơn trúng giữa mặt là bạn lăn đùng ra ngay. Hay nếu chẳng may bạn lãnh đủ một cùi trỏ vào trúng chỗ phát ngôn là ôi thôi, tàn một sự nghiệp và tàn cả cuộc đời. Bên cạnh đó, chuẩn võ sư Vịnh Xuân tố rằng Cung Lê sợ thua nên mới hẹn tài đấu tại nhà của mình. Ông viết trên trang cá nhân gần đây bạn đã tuyên bố rất sốc trên trang cá nhân là muốn đánh tôi muốn vùi dập tôi và muốn cho tôi đi nằm nhà thương bạn quá ác nhưng sau đó bạn lại cho tôi địa chỉ nhà và ra điều kiện cho tôi phải đến đó bạn không thấy sự vô lý sao có thể bạn cảm thấy an toàn hơn khi ở gần nhà tại thành phố của mình giống như chú cá vàng an toàn bơi lội trong hồ cá của mình hay là bạn đang cố tình đặt ra một điều kiện không thể thực hiện để tránh cuộc đụng độ mà bạn đã nắm chắc thất bại Forrest hoài nghi. Trước đó võ sư Forrest và tay đấm MMA Cung Lê từng có lời qua tiếng lại trên truyền thông. Trả lời phóng viên năm ngoái, Forrest cho rằng ông sẵn sàng giao đấu với Cung Lê và đây không phải là một trận giao lưu võ học học hỏi kỹ thuật mà là một trận đấu thật sự, cuộc chiến giữa cái xấu và cái tốt. Cung Lê cũng không phải tay vừa, hồi đầu tháng 5 anh cho rằng Forrest chỉ toàn đấu với những ông già và tuyên bố sẽ cho Forrest no đòn. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Phó sư Forest không được thách đấu ở Việt Nam, nhưng có thể làm điều này với cung lê tại Mỹ. Sau khi làm dậy sóng võ Việt vào năm 2017, võ sư người Canada Pierre Forrest trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2 năm 2018. Ngay lập tức ông lại trở thành điểm chú ý của làng võ, Forrest quay trở lại Việt Nam lần này nhằm mục đích thăm võ đường, gặp gỡ bạn bè và muốn giao lưu nếu có với Tuấn Hạc và gặp mặt Trí Nguyễn. Forrest đã gặp lại võ sư Bảo Châu, Hoài Linh, hai người từng giao đấu với ông vào năm 2017, sau đó liên lạc với Tuấn Hạc nhưng không thể gặp mặt. Trở lại thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 2, tới chiều 27 tháng 2 thì võ sư Canada gặp được Johnny Chí Nguyễn tại võ đường Liên Phong nhưng cả hai cũng không giao đấu giả dụ Forrest và các đối thủ khác có đạt được thỏa thuận, thi đấu pháp luật thì pháp luật Việt Nam cũng không cho phép. Giả dụ Forrest và các đối thủ khác có đạt được thỏa thuận thi đấu thì pháp luật Việt Nam cũng không cho phép vì nó có thể gây ra chấn thương, mất trật tự an ninh và nguy hiểm tới tính mạng con người. Nên việc Tuấn Hạc hay Johnny Chí Nguyễn từ chối động thủ với Forrest để tránh mọi rắc rối cũng là điều dễ hiểu. pri Forrest không được phép thách đấu ở Việt Nam. Nhưng anh có thể thực hiện điều này với cựu võ sĩ MMA Cung Lê tại Mỹ. Forrest từng thách đấu với Cung Lê vào năm 2017. Sau đó võ sĩ người Mỹ gốc Việt nói anh chỉ cần từ 1 đến 5 phút để khiến võ sư Canada gãy tay, gãy chân, gãy mặt. Cung Lê cũng khẳng định anh luôn sẵn sàng mở cửa đón Forrest tại phòng tập của mình ở Mỹ. Tuy nhiên võ sĩ người Mỹ gốc Việt sợ rằng Cung Lê đã đấu với những người giỏi nhất của thế giới thì vì sao lại phải đối đầu với người không có tên, không có tuổi? Cung Lê phải trả tiền để đấu với anh ta, vì đấu xong ai trả tiền cho anh ta đi nhà thương. Cung Lê phải trả chứ, vì mình đánh người ta bị thương, đâu ai lo cho anh ta? Võ sĩ gốc Việt Cung Lê từng thi đấu kickboxing và là một cựu vô địch võ tổng hợp MMA. Chiêu thức lợi hại nhất của anh là đòn đá xoay hậu, nhận cú đá này đối thủ có thể nằm sàn ngay lập tức. Forrest được cho là một võ sư ham học hỏi, thích giao đấu để rèn rũa thêm nhiều kỹ năng. Do đó một người nhiều kinh nghiệm như Cung Lê là đối tượng lý tưởng để võ sư Canada học hỏi. Nếu thấy video thú vị, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận. Hôm qua, Pierre François Forest nói cùng Lê Kiều Ngạo và nhận lời thách đấu với võ sĩ bất khả chiến bại trên sàn kickboxing. Thế nhưng cùng Lê tuyên bố chưa từng thách đấu với võ sư Vịnh Xuân Nam Anh đến từ Canada và dễ dàng hạ gục ông ta chỉ trong một phút. Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1972 và cao 1m78, Cung Lê từng bất khả chiến bại trên sàn kickboxing với thành tích thắng 17 trận không có trận thua. Là nhà vô địch International Kickboxing Federation ở hạng cân Light High West trước khi chuyển sang thi đấu mixed martial arts hay còn gọi là MMA. Trong clip livestream mới nhất gửi tới cộng đồng Việt, Cung Lê nói sẽ không bao giờ đấu với Forrest vì không cùng đẳng cấp, chỉ đánh với những người giỏi nhất thế giới, chê bai môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh bắt nạt người già và nhỏ con hơn. Cung Lê còn khẳng định không đấu với võ sĩ không tên tuổi như Forrest, vì nếu đánh bể mặt, gã hay tay chân thì mất công lo tiền viện phí. Võ sĩ huyền thoại nói, lúc đấu xong ai sẽ trả tiền để thằng này đi nhà thương? Cung Lê phải trả chứ, vì Cung Lê đánh thằng này bị thương thì ai sẽ lo cho thằng này? Lê Cung đâu muốn làm ai bị thương đâu. Coi khinh Forest, Cung Lê tuyên bố có thể hạ gục đối thủ trong một phút dễ dàng. Nếu thằng đó muốn tới võ đường của Lê Cung, Lê Cung cho nó mặc mấy cái đồ để nó không bị thương nhiều. Xong Lê Cung dễ dàng hạ gục nó. Lê Cung hạ nó chỉ trong 1 phút hay 5 phút dễ dàng. Bên cạnh đó, Cung Lê thể hiện tình cảm với đất nước vì là người gốc Việt và chê Forrest lão cá không phải võ sĩ chân chính. Trong bài phỏng vấn trước đó, ngôi sao MMA cũng khẳng định anh không bao giờ thách đấu với Forrest. Ông ta không cùng đẳng cấp với tôi thậm chí còn không được đến 10% những gì tôi đã làm trong thế giới võ thuật. Nhận xét về ba clip Forrest đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu, Trần Lê Hoài Linh và thua Nguyễn Tuấn Hạc, Cung Lê cho rằng: "Tôi chẳng thấy những trận đấu này mang ý nghĩa thân thiện gì cả, bởi họ đánh nhau đến đổ cả máu, đó giống như một trận chiến thực sự hơn." Quan điểm của tôi cho rằng chuẩn võ sư Forrest có lợi thế thể hình và những kỹ năng đòn thế rất giới hạn. Trong khi đó, Forrest cho rằng, Cung Lê hiểu sai mình, không sang Việt Nam tách đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt, trưởng môn Nam Huỳnh Đạo để lấy tiếng, mà muốn lật tẩy võ công truyền điện của ông ta. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem.